Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Con là Trần Minh Châu, pháp danh Minh Nguyệt. Hôm nay con xin phép được trì kệ thuộc phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thế nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngàn. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn, các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày chấp tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sinh lòng ân trọng cự ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẫn đến chiêm bao đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần, ác quỷ, mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường, kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh. Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi. Quán âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con đã trì tụng xong kệ thuộc phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Sau đây con xin đổi hướng toàn bộ công đức của việc trì kệ này tới các quý vị chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nguyện cho các quý vị ấy sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thêm phước đức thiện căn, có duyên với Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, có duyên với Tam Bảo, phát tâm hiếu kính đền ơn để được các Ngài, để được Ngài Địa Tạng Bồ Tát, để được các Ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Đi So Ha.